các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26. Mình đây, hôm nay anh em mình ra ngoài đồng các bạn, và sẽ ăn món thật là luộc nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá, hôm nay anh em mình sẽ thưởng thức món thật lợn luộc chấm ớt. Hôm nay ra anh em mình ra ngoài đồng chơi các bạn. Đây, mỗi người một quả thần thôi. Ăn ít thôi nhỉ hôm nay. Ngày review của anh em hôm nay là chỉ có hai quả thợn thôi nhá, nhưng mà hai quả thợn này đủ để anh em mình ăn uống rồi các bạn ạ. Hai quả thợn, hai chai bia, bốn chứ. À bốn à, trong túi nữa, xong là ngồi với cánh đồng nhá, xong là đây một ít măng ngọt các bạn này. Bây giờ là mình ăn sống luôn. Sơ chế cái món giờ anh Hoa bàn sẽ chế biến món này nhá. Ui da, mình sẽ bỏ cái màu lòng trắng bên trong này ra để cho nó đỡ bị mùi khai. Đây. Buổi chiều chiều thế này mình ra chỗ này mát mẻ lắm các bạn. Mát mẻ và thoải mái lắm, giữa cánh đồng này. Đấy. Cái này nó hơi bị mùi hăng. Mình sẽ bỏ nó ra. Cái này cũng ngon hay là thế nào anh? Cái này không ăn được. Phải bỏ ra. Bỏ ra. Vứt cho cá ăn thôi. Mình ăn phần lõi thôi, bên ngoài thôi. Lõi trong không ăn. Vứt cho cá này. Con cá chắc sướng ăn đâu rồi, em không ăn cho cỏ rồi anh ăn đi. Suốt ngày đi chơi vời xong là cá thì lói. À, đói còn hơn mình đói. Tí mình con cá không? Mình đói được rồi, mình không đói được rồi. Bắt không mấy ăn. Con đến ăn. Không ăn nữa đâu. Ăn hai quả cật này là đủ thoải mái rồi. Dao hình như không sắc mấy các bạn ạ. Dao thì toàn chém bùn hết rồi. Đâu ngày không à mài. Không mài nó lại không sắc nhỉ. Ừ, chịu. Đều thế không biết. Đúng, dao đều. Tại mình không mài thôi. Tại không chăm chỉ mấy suốt. Cứ ra khỏi nhà cầm nó theo thôi nhưng mà có mài đâu. Cho cá tiếp. Ok rồi đấy nhỉ. Ok rồi đấy. Thì con gà đen rồi đấy. Đây các bạn ạ. Hai miếng để đây đã, làm quả này tiếp. Còn quả nữa, cái này anh em mình đi chợ nhưng mà không may mắn mấy bạn, chỉ còn đúng hai quả này. Chắc hôm nay mình đi muộn, đi muộn với cả nó sớm mổ ít đợn hay sao ấy, định là mua nhiều nhiều vào. Nhiều ăn cho nó lã mồm nhưng mà ăn hết rồi mà. Bằng này anh em mình đủ ăn rồi. Lại không được. Nó xử lý xong. Rửa qua đi một tí. Rửa qua đi xong rồi. Được. Ê. Bên này mình đã nhóm lửa xong rồi các bạn ạ. Chỉ cần là chờ cái nồi kia xong là ok ngay. Rồi xong rồi, cho nước vào luôn nhỉ? Cho nước vào luôn, xong là cho quả ớt, xong là muối mì vào. Cho chẩm chéo vào đi, không cho ớt quả ớt nữa. Cho hạt có mấy khén không? Cho một ít đi. Cho nó sướng. Khén này. Ớt này. Cho ít muối thôi, ớt chẩm chéo kia có muối rồi đấy. Có muối rồi gì? Ừ. Ok. Thế thì cho mì chính. Hai thìa mì chính. Một xíu muối. Rồi. Ok.
cho đến ăn ở ngoài đồng thế này sự say thế nhỉ. Làm gì đủ say, mấy bom bia. Mấy bom bia cũng đủ say đấy. Biết cây con gà tây đấy. Thế là chờ em nó chín nhá. Nắp bằng đá chuối, hôm nay quên ra ngoài lồng nhưng mà quên mang nắp, sao ấy? Nắp nồi có cái nồi, quên nồi thôi còn, nhưng mà cái nắp nó bán sắt vụn rồi con nhá. Sắt vụn dạo này sắt vụn lên giá đấy. Ôi bỏ ra đi, không cần nắp nữa, nó sôi rồi mà. Ok nhỉ. Thế nước nước đuồng nó làm cái gì ăn? Thế ăn luôn thôi. Thế là ngon nha. Thế là lát nữa anh em mình cùng nhau húc thôi. Chín rồi anh. Chín rồi. Đây đây, chỗ cái đũa này ráp xuống. À đúng rồi. Anh em mình cùng nhau thưởng thức nha. Đã chín rồi anh em ơi. Đi rồi. Đây các bạn ơi. Đó, củi đã, trước khi ăn. Hấp dẫn chưa? Úi giời. Cái này mà ăn cùng măng ngọt nữa thì thôi rồi. Coi như là sẽ rất là ngon đúng không? Ừ. Coi như là thế đi đúng không? Cứ coi là vậy. Này gần là hoàng hôn rồi anh em mình thấy ra. Ui, xế chiều. Em đã đến tuổi xế chiều. Ồ, bia này mở dễ thế nhỉ. Bia ấy mà, bia bom mà. Anh em mình phải uống bằng bom. Này mới đủ nghiện đúng không? Rồi, mới đủ hàm mỏ. Mới đã. Ngồi cho anh. Làm cái gì nữa? Rồi, mời lên bia nha. Sức khỏe anh em nhé. Tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Sướng. Đầy măng ngọt đây. Anh em mình sẽ thưởng thức măng ngọt, chờ đợi nó để nó nguội nhá. Măng này măng trái mùa đấy. Vì em vừa mới múc đất nên là nó ra sớm này. Nó mới mọc đúng không? Đúng không ạ? Măng ngọt ra. Mời các bạn nhá. Chỗ măng xuống. Ngon. Nhất anh em rồi. Ngon. Ngọt nhỉ? Quá ngọt. Lên bia nha. Cái quả nhỏ đúng không? Lên đây.
Ui da. Hôm nay nắng to nên ra ngoài đồng này ăn. Xong uống bia mát. Bây giờ chiến thôi nhỉ? Đó nhé. Mình sẽ làm một cái xiên. Em này bốc đúa cha mẹ em cho thôi. Đây. Mời các bạn nhá. Rồi, cái này kiểu như là thìa xúc chảm chéo ấy. Nóng hổi ngon. Quá nóng. Có vị cay nồng của chảm chéo ấy. Còn có vị ngọt của thận này bạn. Quá ngon, tuyệt vời luôn. Còn có mùi thơm của hạt mắc khén nữa. Không nói lên lời, chỉ biết là ngon, ăn thôi. À, đi mẹ. Đi. Ui da. Wow, sướng thế. Anh sẽ hết một nửa rồi đấy. Em cũng hết rồi. Ăn thế này. Cái này mới là lậm chất chứ. Cái mới là gọi là cuộc sống đúng không? Ừ. Mình suốt ngày làm ở, ăn uống ở nhà thì ăn gì mà chẳng được. Chán nản đúng không? Chán nản mà anh em mình ra đồng chơi thế này vui. Ghém ăn. Hay rồi. Mời mọi người nhá. Nước dùng nó làm kiểu gì? Đấy à. Đấy. Hôm nay lại không mang thìa đi cùng ạ. Được đấy. Ăn đi, anh ăn thịt ra thì anh ăn sau. Đây. Anh xong rồi. Không khá không? Bây giờ đổi nha, chú ăn cái này, anh ăn cái này nhá. Hai quả mà, anh em mình muốn rồi nữa. Có nghĩa là mỗi người một quả nhưng mà mỗi người ăn một nửa mỗi quả ấy. Đúng cho rồi. Nó không bằng nhau. Sợ là quả này không ngon hay quả kia ngon hơn đúng không? Hợp lý. Ôi da. Nó tê. Hơi mang ngọt đây. Để nốt. Ôi, này cứng quá. Này, cứng quá. Nó bị sâu rồi hả? Trước. Ăn nóng hơn ăn măng ngọt rồi mát mát rồi. Kiểu giống như anh em mình ăn quả dưa hoặc là rau sống ấy. Lại miếng thứ hai nhá. Nhanh nhá không ăn anh cướp ấy. Đấy. Quá sướng. Thế này.
Ôi trời ơi, sướng quá bà con ơi. Ngon. Kêu nhỉ? Chim à? Chim. Chim sâu. Chim ruộng. Quá ngon. Ngon. Còn bằng ngày nữa không ạ? Mời các bạn nhá. Mời nốt đi. Này vừa đủ bắt cơm thôi nhỉ. Ngon. Chưa đủ no. Ngon rồi, thấy không? Ít lắm. Đấy, ăn nó ngon rồi đấy. Anh uống ngon đấy. Anh uống bia vào nữa là thôi. Đủ à? Này, nốt cái này còn khó này. Uống bia vào no. Làm ít được canh à? Thử đi, ngọt mà. Có thìa nhỉ, khó nhỉ. Làm cái cốc à, cái nắp chai. Úi dồi ôi, cay quá. Cay quá các bạn ạ. Úi chào ôi, cay quá. Này, vừa nóng vừa cay mà. Một bữa tuyệt vời nhá. Một bữa cơm chiều ở ngoài đồng ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Giờ anh em mình cũng xin được kết thúc video tại đây nhá. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào bạn. Chào anh em nhá. Quá ngon. Quá ngợi.